清晨烟雨黄昏尽是温柔，少年戎装驰骋星辰如眸，眼神温暖坚定满笑浮生，是一段风华一直留下蓦然回首。冬天雪花飘落的季节，你怀中却似春天，花香布满了世界，酿成好景如夏天，树荫遮住了眷恋，清醒与你在秋天，琴声绵绵散落，叶片片轻渐渐。Nhất kiến khuynh tâm. Tập 34. Tình thế Diệt Thành giống như mặt bọn người đó vậy, thay đổi nhanh như chớp. Có điều cũng tốt, mấy ngày nay nằm dưỡng bệnh, khắp phòng toàn mùi thuốc bắc, mũi cũng toàn ngửi thấy mùi đắng, ra ngoài hít thở rất tốt. Nếu đại soái thích, thuộc hạ sẽ đưa ông ra ngoài dạo mỗi ngày. Những người bên cạnh chỉ có cậu trung thành nhất. Năm đó nếu không nhờ đại soái cứu tôi từ chiến trường về và nuôi dưỡng tôi khôn lớn, thì làm gì có tôi ngày hôm nay. Có tin về Quang Diệu không? Có người thấy thiếu soái ở nhà ga, đi chung với Tô thiếu soái lên chuyến tàu tới Quảng Châu. Đại soái, đại soái đừng nóng vội, tôi sẽ cử người bí mật dò la, nhất định sẽ tra được tung tích của thiếu soái ở Quảng Châu. Nhất định là Đàm Huyền Lâm, chắc chắn là Đàm Huyền Lâm giật dây. Hắn khiến tôi về giường còn không đủ, còn muốn tôi mất đi đứa con trai duy nhất. Thù cũ hận mới, tôi muốn tính hết với hắn. Nghe nói Đàm Huyền Lâm chủ động xin Bắc Kinh đi đánh giặc, nhậm chức trấn thủ sứ Giang Thành, còn đưa quân Đàm gia về Giang Thành và nhường chức tư lệnh Thượng Hải cho Ngô Hướng Ưng. Không biết hắn đang mưu tính gì nữa. Mưu tính gì? Chịu làm lỗ nặng thế này là người làm việc lớn. Đại soái, vậy tiếp đây chúng ta nên làm sao? Đuôi binh nghìn ngày dùng trong một chốc, báo cho cái người ở Giang Thành, tới lúc dùng đến hắn rồi. Dân, em không tin. Em không tin gì? Em không tin anh trai em bảo em về Giang Thành để dự hôn lễ. Em có linh cảm chỉ cần lần này em về thì sẽ không thể quay lại. Vậy em định trả lời Đàm tư lệnh thế nào? Em hỏi anh, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em. Tất nhiên, vì anh nên em mới ở lại. Anh quyết không để em phải hối hận dù chỉ một chút. Em tin anh, lần này em đến đây là đã không còn chừa đường lui cho mình nữa rồi. Chất đồ cho cẩn thận đó. Tiểu Thúy, mau xuống bếp đem theo hải sản đồ khô. Dân, cái này phải cẩn thận vào, cái này cũng phải cẩn thận. Chú Phương, tôi chỉ tới Giang Thành chứ có phải giả ngoại đâu mà phải đem lắm thế. Cô chủ, cô đem được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Giang Thành là dưới quê, có gì ngon để ăn, tốt để xài chứ? Phải, ai bảo cô chủ nhà chú phải lòng tin nhà quê này. Đàm tư lệnh, cậu đừng trách, tôi không có ý đó đâu. Chú Phương thương em, nói vậy thôi chứ không có ý gì. Anh còn so đo, anh biết. Chú Phương, mọi người cũng yên tâm đi, Giang Thành tuy không bằng Thượng Hải, nhưng chỉ cần có tôi thì nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Uyển Khanh. Được được được, tư lệnh, cô chủ, vậy tôi đi làm đây. Dân, mời. Thiệt tình,
anh hồ chú ấy rồi kìa. Tại anh. Tư lệnh. Tư lệnh, cô Tứ gửi điện báo, nói không thể tới dự hôn lễ. Cô ấy nhắn anh và cô Mộc giữ gìn sức khỏe, đừng nhớ mong cô ấy. Cô ấy còn gửi kèm bài thơ: núi xanh một dải, cùng mưa nắng, trăng sáng hai nơi cũng một thời, mong người hái lấy trăng Nam Hải, rải ánh trăng thanh đến Giang Thành. Nó đoán được dụng ý của anh rồi. Tư lệnh, cô Mộc, sao tôi không hiểu hai người đang nói gì? Danh xưng cũ của Quảng Châu là quận Nam Hải, hai câu cuối bài thơ là chúc Huyền Lâm sớm ngày thoát ly chính phủ Bắc Dương, ủng hộ cách mạng quốc dân. Nhưng tư lệnh, một khi chúng ta công khai ủng hộ cách mạng, có nghĩa là phải đoạn tuyệt với chính phủ Nam Kinh. Vậy thì cô Tứ ở Bắc Kinh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu Bùi Huân lại lấy cô ấy làm con tin, Vậy chúng ta sẽ tiến thoái lưỡng nan. Giờ phải xem Bùi Thiệu Quân có không phụ kỳ vọng, bảo vệ cô Tứ bình an vô sự không. Đàm Tứ, giờ cậu ra tòa soạn, lấy danh nghĩa của tôi đăng một bài thanh minh, Nói là cô Tứ đàm thang du của Đàm gia, tính tình ương bướng, ngỗ ngược với người lớn, tự ý bỏ nhà trốn đi cùng Bùi Thiệu Quân, không biết xấu hổ, gia pháp không thể dung thứ, nên gạch tên nó ra khỏi dòng họ Đàm. Kể từ hôm nay, bất kể sống chết cũng không liên quan tới Đàm gia ở Giang Thành. Không không không, tư lệnh, anh điên rồi sao? Bài thanh minh mà đăng là cô Tứ không về được nữa đâu. Tôi làm gì được đây? Tôi tìm đường lui cho nó rồi mà nó không chịu về. Có thể thấy nó đã xác định ở bên Bùi Thiệu Quân, dù có vô vàn khó khăn cũng sẽ không quay đầu. Đăng bài thanh minh, cô Tứ sẽ không còn là người Đàm gia nữa. Vậy thì dù Bùi Huân có bắt nó cũng không làm gì được nó. Đây là cách tốt nhất bây giờ rồi. Anh không thể bảo vệ nó cả đời được. Đường nó tự chọn thì để nó tự đi đi. Đi đi. Anh, cảm ơn anh. Anh em là người dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Em nên thấy tự hào về anh ấy. Em không hối hận vì đã ở lại, nhưng vừa nghĩ tới việc em và anh trai mỗi người một phương có thể không gặp lại được thì em vẫn rất buồn. Không đâu, chắc chắn sẽ còn gặp nhau. Anh không thể để em vì anh mà mất đi người thân mình nương tựa. Thế là ý gì? Mấy hôm nay anh đang thử khuyên bố đàm phán hòa bình với quân cách mạng. Thái độ của bố đã hơi dao động, cân nhắc đồng ý đề nghị của anh. Thật sao? Tốt quá rồi. Nếu bác Bùi đồng ý đàm phán hòa bình thì tốt quá. Anh đã hứa với anh trai em thay đổi cái nhà này vì em. Anh phải giữ lời hứa. Em biết là mình không nhìn lầm người mà. Anh là anh hùng của em.
Giang Thành. Đã biết hôm nay anh nhậm chức, sao không ai ra đón vậy? Khó nói lắm. Sư trưởng quân Giang Thành Trần Thiệu Dũng, cậu hai Đàm Gia thật sự từ chức tư lệnh Thượng Hải. Vậy Giang Thành làm trấn thủ sứ sao? Hắn đã lấy được giấy ủy nhiệm từ Bắc Kinh, hẳn là lúc này đã về tới cổng thành. 10 năm rồi không về, bây giờ lại nhảy ra cản lối, thật là không biết điều. Đừng nói nữa, 10 năm nay Đàm Tử Kiệt giữ chức mà chẳng làm gì, mọi việc đều do ông lo liệu, mà đến giờ mới chờ được hắn chết, mà lại có cậu hai Đàm Gia nhảy ra. Chẳng lẽ thằng nhãi đó muốn đè đầu cưỡi cổ ông luôn à? Quân nhân có thiên chức là phục tùng mệnh lệnh. Đừng nói nữa. Giang Thành, nếu tôi không nhận nhầm thì cậu là Đàm tư lệnh từ Thượng Hải tới, phải không? Ông là sư trưởng Trần Thiệu Vũ sao? Tôi đây. Ác hẳn Đàm tư lệnh đã biết trấn thủ Giang Thành luôn là chức trách của tôi. Chú Tử Kiệt của tôi luôn không khỏe, nên nhờ ông làm thay suốt, làm phiền ông rồi. Giờ thì tốt rồi, tôi tiếp nhận chức trấn thủ sứ Giang Thành. Ông cứ làm tốt việc trong bổn phận là được. Bổn phận của tôi là bảo vệ Giang Thành bình an. Lần này Đàm tư lệnh cởi ngựa tới nhậm chức, đem theo bao nhiêu người không rõ lai lịch, thứ cho tôi khó mà nghe lệnh. Đám lính của tôi toàn là lính cũ của Đàm gia, không phải không rõ lai lịch. Quan hệ của mỗi người họ với nơi này còn sâu đậm hơn ông nhiều. Tôi chỉ muốn đưa họ về nhà thôi. Về nhà? Phiên hiệu của họ là gì? Theo tôi biết, họ chỉ là đoàn dân quân của Hội Thương nhân Thượng Hải, còn chẳng phải là quân nhân. Đàm tư lệnh đưa đám người này về không hợp lý lắm thì phải. Trần sư trưởng, ông cố tình làm khó tôi đấy à? Đàm tư lệnh là trấn thủ sứ chính phủ Bắc Kinh cử tới, cưỡi ngựa nhậm chức. Tôi đây vô cùng chào mừng, nhưng lính riêng đem tới tôi không thể đón nhận. Được, nếu tôi đã tiếp nhận chức trấn thủ sứ Giang Thành thì tôi ra lệnh cho ông chuẩn bị sẵn doanh trại và lương quân đội, đón anh em của tôi vào thành. Trần sư trưởng, muốn làm trái quân lệnh sao? Giao thành, chúc mừng trấn thủ sứ Giang Thành tân nhiệm. Dinh thự trấn thủ sứ Giang Thành.
đón này. Nhớ chuyện xưa à? Sau khi bố anh mất, quân Đàm gia đã bị La Bính Giang tước phiên hiệu. Giang Thành lại thành địa bàn của Từ Bá Quân. Có nhà không thể về, cứ phải lang bạt mãi. Nhưng bây giờ cuối cùng anh đã có thể danh chính ngôn thuận trở về. Chỉ là mọi thứ đã đổi khác. Em hiểu. Hồi em mới về Thượng Hải, giây phút bước vào dinh thự Mộc cũng có cảm giác này. Rõ ràng là nơi mình lớn lên, mà lại ngỡ như đã một kiếp người. Nào, từng hạt đều cay đắng. Anh về rồi, nhưng người không còn nữa. Yên ắng quá. Anh còn có em mà. Phải. Còn có em. Sau này còn có con của chúng ta chơi đùa ở đây. Nếu em thích, mình có thể sinh thêm vài đứa, sinh một trung đội được không? Anh muốn em mệt chết à? Tư lệnh, tư lệnh, có một sư trưởng tên Lưu Phục xin gặp. Lưu Phục. Chú Lưu, mau mời chú ấy vào. Vâng. Lúc chúng ta vào thành, Trần Thiểu Vũ không hề chào đón. Lúc này Lưu sư trưởng tới làm gì? Lưu Phục là thuộc hạ cũ của bố anh. Khi xưa bọn anh làm mã tặc, chú ấy luôn là cánh tay đắc lực của bố anh. Hồi bé anh còn học cưỡi ngựa từ chú ấy. Nhưng 10 năm không gặp, khó tránh sẽ không đồng lòng. Hôm nay Trần Thiệu Dũng rõ rành rành định trở mặt với anh. Anh muốn ngồi vững cái ghế này thì phải được các sư trưởng cũ ủng hộ. Ở nơi này anh chỉ quen mỗi chú Lưu, nhưng chú ta có đáng tin không? Nhưng anh muốn cược một ván. Cậu hai, chú Lưu, đã lâu không gặp. Năm xưa cháu rời Giang Thành mới chỉ là cậu bé khoảng 10 tuổi, giờ đây đã trở thành trấn thủ sứ uy danh hiển hách một phương. Chú Lưu, chú cũng không thay đổi gì. Nào, mau mời ngồi. Chỗ nào thay đổi? Chú già cả rồi. Chú Lưu, cháu xin giới thiệu, đây là vợ chưa cưới của cháu, Mộc Uyển Khanh. Chào chú Lưu. Khí chất của cô gái này vừa nhìn là biết con nhà danh giá. Nếu bố mẹ cháu mà thấy, không biết sẽ vui cỡ nào. Chú Lưu, 10 năm nay cháu mãi không về cúng bái, cháu bất hiếu quá. Chuyện này không thể trách cháu, một mình cháu cũng không dễ gì. Tiết Thanh Minh mỗi năm nhang đèn trái cây cúng, chú đều lo thay cháu. Bố mẹ cháu sẽ không trách cháu đâu. Cảm ơn chú Lưu nhiều lắm. Phải rồi, hôm nay cháu vào thành, tên họ Trần có phải đã lên mặt với cháu không? Trần sư trưởng mấy năm qua luôn lo quân vụ thay, vất vả công to. Nếu cháu không về thì chức trấn thủ sứ Giang Thành, ông ấy là ứng viên sáng giá nhất. Lòng ông ấy oán hận, cháu nghĩ cũng là chuyện thường tình. Có chuyện này
chứ không biết nên nói không nữa. Chu Lưu, có chuyện gì chú cứ nói thẳng đi. Chú Nghi, chú Tử Kiệt của cháu không phải chết vì bệnh. Anh Thiệu Dũng, anh Lưu Phục, không phải anh ở nhà dưỡng bệnh, không màng chuyện bên ngoài sao? Cơn gió nào đem tới đây vậy? Khỏe rồi chứ? Khỏe rồi. Nào nào, có gì ngồi xuống nói. Được, uống nước đi. Anh Thiệu Dũng, tôi tới chuyển lời giùm Đàm Tư Lệnh. Đàm Tư Lệnh mới vào thành được 4 tiếng mà anh đã làm thuyết khách cho hắn rồi à? Tôi biết lòng anh bức bối, nhưng nói câu công bằng, tôi là người cũ của Đàm gia, cũng đã nhìn cậu hai lớn lên. Cậu ấy không phải người thù dai. Anh chỉ cần nhượng bộ, sau này làm tròn bổn phận là cậu ấy sẽ không làm khó anh đâu. Đàm Tư Lệnh tới Giang Thành làm trấn thủ sứ là nhận lệnh cấp trên, tôi không có gì để nói. Nhưng cậu ta đem một đám lính riêng đến, thế thì không phù hợp quy tắc. Vì tình huống đặc thù mà, nếu không vì năm xưa bị tước phiên hiệu thì họ chính là lính của Giang Thành. Huống hồ giờ Giang Thành có hơn 50.000 lính, thêm 2.000 lính thì tiền lương gom góp một chút cũng có thôi. Sao phải làm cho khó coi thế? Mình phải trọng quy tắc, nhưng tình người cũng đâu thể ngó lơ. Được, nể mặt anh Lưu Phục, chuyện này cho qua. Được thôi. Nhưng anh Thiệu Dũng, có sao anh cũng phải thể hiện tí chứ. Được, tối nay mở tiệc mời Đàm Tư Lệnh trong nhà tôi. Chúng ta là người thô kệch, uống dầu rượu là chuyện này sẽ xong thôi, được không? Phải đi thật sao? Biết rõ là Hồng Môn Yến, ông ta dám hại chú anh, chưa chắc sẽ không hại anh. Yên tâm đi, ông ta không phải đối thủ của anh. Giờ còn ra vẻ oai phong nữa, tình hình Giang Thành không đơn giản nhanh tưởng đâu. Nhưng người đàn ông của em sống to gió lớn nào mà chưa từng thấy. Yên tâm đi. Các vị đồng liêu, sự hiện diện của Đàm Tư Lệnh là niềm vinh hạnh dành cho tôi. Trước đây Đàm Tư Lệnh từng làm tư lệnh ở Thượng Hải, lần này về trấn thủ nơi nhỏ bé như Giang Thành là vinh hạnh của chúng ta. Mọi người nghe lệnh, chúng ta hãy cùng nhau mời Đàm Tư Lệnh một ly. Từ nay về sau, chỉ cần một mệnh lệnh của Đàm Tư Lệnh, dù có dấn thân dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ. Dấn thân dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ. Các vị bình tĩnh đã, nghe tôi nói một câu. Trần sư trưởng, ông nói vậy là khách sáo quá rồi. Đàm mổ thẹn không dám nhận. Hôm nay là tiệc nhà, chúng ta bỏ hết chức quan sang một bên. Phần lớn mọi người ở đây là tiền bối, trưởng bối của tôi. Tôi mời mọi người. Nào, cạn. Mời Đàm Tư Lệnh. Mời Đàm Tư Lệnh. Mời ngồi. Mời. Rượu và thuốc lá không chia nhà. Nào, là một điếu. Hatamen, thuốc ngon. Ông xem, rượu mạnh quá, làm tôi choáng váng luôn. Đây là rượu trắng quê mình, chắc cậu xa quê đã lâu. Mời thuốc nào. Thuốc ngon, đã lắm.
trúc xanh phong đỏ. Đại soái, Giang Thành gửi điện báo, sự việc tiến triển rất suôn sẻ, Đàm Huyền Lâm không phát hiện ra. Hắn được chết ở Giang Thành, cũng coi như lá rụng về cội. Trần sư trưởng, ông coi tôi, tôi lại thấy hơi tức ngực, chóng mặt vậy chứ. Anh cũng uống thêm vài ly đi. Các anh em, tôi mời mọi người một ly. Ở đây ồn quá. Hay là mình ra ngoài hít thở? Được. Mời, mời, đi. Đi. Nào, 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 nào. Được, được, được. Sao rồi? Không sao chứ? Không thở nổi. Nào, 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 mời lưu tư lệnh. Được, được, được. Uống, uống. Uống đi. Rót nào, rót nào. Đàm tư lệnh sai rồi. Đang hít thở ở ngoài. Trần sư trưởng, ông đưa tôi thuốc lá đòi mạng à? Rượu và thuốc lá không chia nhà. Đàm tư lệnh là một điếu. Tư lệnh, mọi người thành tâm thành ý tới đón tiếp anh. Anh đại hay, hai mạng người mà không hề chớp mắt. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đúng, phải đó, muốn làm gì? Trần Thiệu Vũ, vì ham muốn riêng mưu hại cổ trấn thủ sứ Đàm Tử Kiệt. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Không thể nào, không thể nào. Phải. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Các vị, cựu trấn thủ sứ Đàm Tử Kiệt trong lúc đang ngâm suối nước nóng, đột ngột đau tim, chết vì đuối nước. Bệnh tim? Sao lại thế? Thì đó. Trước khi anh ấy chết, đã hút thuốc lá Hatamen Trần Thiệu Vũ đưa.
Sau đó, chúng tôi đã hóa nghiệm đầu lọc, phát hiện ra trong thuốc lá chứa địa hoàng tây nồng độ cao. Địa hoàng tây có thể khiến tim người ta ngừng đập. Vừa nãy Trần Thiệu Vũ giở lại chiêu đưa Đàm Tư Lệnh hút điếu thuốc y như vậy. Kẻ này sao lại nham hiểm thế chứ? Đúng là phát đồ mất trí, chết đáng lắm, độc ác quá mà. Đó, Trần Thiệu Vũ vì để nắm giữ quân quyền mà mưu sát trưởng quan, thật sự là phát rồ mất trí. Đúng, hạng người này đáng chết, chết đáng tội lắm. Cái thứ gì thế? Đáng chết. Anh bảo trấn thủ sứ Tân Nhiệm đưa lính thân cận tới gian thành của mình, rõ là muốn đổi chủ mà. Vậy tiền đồ của mình thì sao? Còn tiền đồ gì nữa? Anh không nghe nói trấn thủ sứ Hoài Nam đã bị quân cách mạng bắt rồi sao? Gian thành này sớm muộn cũng không giữ được, quân cách mạng tới là to chắc. Hai người lo cầu khấn tổ tiên đi. Chúng ta là cấp dưới của Trần Thiệu Dũng, lúc nữa không biết bị xử lý sao đây này. Nghe nói Đàm Tư Lệnh là người của bộ đốc quân, anh nghĩ từ đốc quân thu thuế tận mấy chục năm sau, có khi nào cậu ta chối bỏ không? Quan mới nhậm chức, chắc chắn mình sẽ bị bóc lột nữa cho coi. Mọi người nói xem có phải không? Phải đó. Bà con cô bác, tôi là người nhà Đàm Tư Lệnh, tôi thành nấy đảm bảo với mọi người sẽ không có su cao thuế nặng nữa. Đàm phu nhân, câu này có thật không? Thật. Chuyện binh lính Đàm Tư Lệnh lo, chuyện tiền nông tôi có tiếng nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Có câu này của cô chúng tôi yên tâm rồi. Lần này có hy vọng rồi. Mời, mời. Các đồng nghiệp quân nhân Giang Thành, các anh em vất vả bảo vệ Giang Thành, mọi người đều biết gần đây Giang Thành tình thế nguy cấp, còn gặp thêm biến cố. Quân đội không người dẫn dắt, lòng người hoang mang. Nhưng may mắn là đời sau của quân Đàm gia Đàm Tư Lệnh lo lắng cho quê nhà mà liền mình đứng ra. Cậu ấy bỏ chức Tư Lệnh Thượng Hải, chủ động xin được ra trận nhậm chức trấn thủ sứ Giang Thành. Quả thật là phúc của dân Giang Thành ta, cũng là may mắn lớn lao của chúng ta. Tiếp sau đây xin chào mừng trấn thủ sứ Giang Thành tân nhiệm trưởng quan Đàm Huyền Lâm phát biểu với mọi người. Hay, hay, hay lắm, hay, hay lắm. Xa quê nhiều năm, mọi người chắc không nhiều người biết tôi, nhưng không sao. Chắc mọi người đã nghe nói vua Thượng Hải trẻ tuổi nhất từ khi mở ra thời dân quốc, Đàm Tư Lệnh không chỉ dám cướp miếng thịt trong miệng đốc quân diệt thành Từ Bá Quân, mà còn cho ông ta về giường. Không sai, tôi chính là vua Thượng Hải đó, Đàm Huyền Lâm. Lần này tôi về Giang Thành nhậm chức trấn thủ sứ do tôi tự nguyện. Giờ Giang Thành đang ở tuyến đầu hai phe giao chiến, quân cách mạng luôn muốn công chiếm nơi thủy bộ trọng yếu ở bờ bắc Trường Giang này, còn chính phủ Bắc Kinh lại cứ ngồi xem tình hình mãi. Chỉ cần chúng ta tác chiến thất bại, họ sẽ cử người đến tiếp quản mọi lúc, thậm chí là động binh đao. Dùng một từ để hình dung tình cảnh Giang Thành hiện nay: tứ bề khốn đốn. Nên số phận Giang Thành đi đâu về đâu không chỉ liên quan đến tôi, mà cũng liên quan đến sự sống còn của mỗi một người tại nơi đây. Tôi về đây không phải để tranh quyền, cũng không vì danh lợi, chỉ muốn tìm một lối thoát cho Giang Thành, càng là để tìm đường sống cho mọi người. Người xưa nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Giờ quân cách mạng đang ngay bờ đối diện, dù chúng ta có chôn thủy lôi, đóng cổng thành, nhưng như vậy thì có thể kiên trì được bao lâu? Mười mấy năm nay, dù cho La Đốc Quân, Từ Đốc Quân hay Bùi Đốc Quân, có ai thật sự để mắt tới an nguy của người dân Giang Thành? Giang Thành đối với họ chỉ là lá chắn để tránh bom đạn,
Một con tốt thí có thể bỏ mọi lúc. Cho nên là trấn thủ sứ Giang Thành, tôi xin tuyên bố ở đây, Giang Thành ủng hộ cách mạng. Đều là người Trung phe, sao lại đánh nhau thế? Mọi người đừng sợ, tôi là chủ tịch tổng hội thương nhân Trung Quốc Thượng Hải Mộc Uyển Khanh. Tôi sẵn lòng cùng đàm tin lệnh tới Giang Thành, là vì trận chiến quân Việt thực sự khiến chúng ta khổ không nói hết. Thu thuế tận mấy chục năm sau mà mọi người vẫn không được sống yên ổn. Ủng hộ cách mạng đối với chúng ta hoàn toàn là trăm lợi chứ không có hại. Đúng, cô nói thế là chúng tôi yên tâm rồi. Nên mong mọi người tin chúng tôi. Chúng tôi tin cô. Tuổi trẻ tài cao, tin cô. Ủng hộ cách mạng là quyết định của tôi, nhưng mỗi người một chí hướng, tôi quyết không cưỡng ép. Bây giờ ai chịu theo tôi thì tôi xem mọi người là anh em. Ai không muốn theo tôi, tôi cũng không giữ lại. Tôi đếm tới năm, giờ ai chịu theo tôi thì bỏ súng xuống. 5. Bốn, ba, hai, một. Sao họ lại bỏ đi thế? Chuyện gì thế? Đàm tin lệnh trẻ tuổi này đúng là nhân vật tầm cỡ. Ừ, tài thật, người lăn ra từ hồ máu biển lửa, tất nhiên là khác hẳn. Cảm ơn chú Lương. Được rồi, giờ những người ở lại đều là anh em của tôi. Có trận cùng đánh, có thịt mình cùng ăn. Giữ lấy Giang Thành. Người con thành con. 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 Thiếu soái. Sao lại quên nữa? Xem trí nhớ tôi kìa. Sư trưởng, trận ở Hoài Nam hôm qua thật sự là quá đã. Anh coi trấn thủ sứ Hoài Nam chưa mặc cả quần đã bị chúng ta bắt ngay tại giường. Đây gọi là nhanh, chuẩn, mạnh. Trấn thủ sứ đó là quan của Tuần Phòng Danh Tuyền Triều. Lính dưới trướng toàn là đám đanh mảnh, thường ngày chỉ lo hốt tiền, quản lý lỏng lẻo. Tất nhiên không phải đối thủ của chúng ta. Chuyện... Sư trưởng, hình như đó là Tô Hoàng Sâm. Lúc ở Quảng Châu tôi đã nghe nói rồi. Mọi người đều bảo cậu không hổ là thần đồng của trường quân sự Bảo Định năm đó. Trận đầu đã thắng, không tốn một binh một tốt nào mà bắt sống trấn thủ sứ Hoài Nam. Tôi thấy nở mày nở mặt giùm luôn. Đừng nói nữa, một đám lính già yếu tàn tạ thôi. Thắng mà không ai, không ai. Nói gì thì nói, cậu cũng xem như dễ dàng lộ diện một lần, cho đám người ở Quảng Châu chiêm ngưỡng bản lĩnh của cậu. Không nói chuyện này nữa. Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Lúc này cậu nên ở tiền tuyến mới đúng chứ. Tôi tới đem tin vui cho cậu. Báo mới, Đàm Hiền Lâm tới Giang Thành nhậm chức. Hôm sau tuyên bố theo cách mạng. Quả nhiên anh ấy đã đi bước này. Giống dĩ, nhìn sao tôi cũng không vừa mắt Đàm Hiền Lâm. Giờ nghĩ lại, anh ấy mới là người làm việc lớn thật sự.
im hơi lặng tiếng, không hề nhóm máu, đã giành lấy nơi thủy bộ trọng yếu. Không phục không được. Chuyện này thuận lợi quá mức. Sao tôi cảm thấy hơi bất an nhỉ? Cậu lo bố cậu phải không? Giang Thành dù sao cũng từng là nơi bố tôi cai quản. Mặc dù bố tôi đã về giường nhưng không có động tĩnh gì thì cũng bất thường lắm. Cậu đừng lo quá. Có lẽ cậu bật vô âm tính, bố cậu đã không còn tâm tư để suy nghĩ mấy chuyện này nữa. Không, có lẽ cậu không hiểu bố tôi. Ông ấy sẽ không để yên đâu. Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo. Lúc còn ở Thượng Hải, Đàm Huyền Lâm đã cấu kết với Đảng Cách Mạng. Tiếc là để cho hắn lừa dối trót lọt. Lần này Bùi Huân đã lấy đá đập chân mình. Trấn thủ sứ Giang Thành hắn ta tiến cử, vừa nhậm chức đã làm phản. Bùi Huân khó thoát trách nhiệm. Vâng, may mà chúng ta đã sớm bố trí ở Giang Thành, chỉ chờ Đàm Huyền Lâm tự chui vào rọ. Hắn tưởng xử được Trần Thiệu Vũ là mọi chuyện xong xuôi, mà không biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Đại soái, gửi điện báo cho cái người ở Giang Thành, bảo hắn bắt đầu thu lưới được rồi. Lệ hoa trong yu mạn thiên, hồi đào sang yu đơ chi điên. Y yên chú chén đào ni, đa chẳng mi rân thơ liền. Y vọng vũ trí, thiên không hài quá, vô xư xa chẳng ngô. Ráng hùng chân yu, vô mân, y chí yên lô.天空海阔，我许下。